Chào mừng anh em trở lại với Facebook cày chảo của cơ khí nông nghiệp Vũ Hải. Hôm nay 20 mùng 7 tháng 2 năm 2021, tức là 26 tháng 12 năm 2020. Đánh đít vào, cua nó vào đây xong lùi ra. Lồng bơi lồng bơi Itsaki 4002 cây chảo 6 bừa lăn. Bừa năn lô trục xoắn bánh bấm toàn bộ tổng thể cho Esaki 4002 và bánh lồng kẹp lốp đầy đủ luôn, lên đường phục vụ anh em và bà con Yên Dũng Bắc Giang. Tết rồi, cố gắng một tí nữa rồi nghỉ Tết thôi. Em chào anh cày bừa Hậu Lộc nhá. Cây chảo 6, lồng bơi, bánh bấm và bừa lăn răng trục lô xoắn, lên đường đi phục vụ anh em Yên Dũng Bắc Giang. Thằng kia lên trước. Lồng này thì chạy lầy bao phê anh em ơi.
Còn bánh bấm này thì chạy không biết gì gọi là lầy.